sang Úc từ năm 1980. Ông Michael Quack, 45 tuổi, đã tạo dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người bằng nghề nông. Những ngày đầu khó khăn nơi đất khách thì giờ ông đã vượt qua như thế nào để mà ông trở thành một trong những nông dân thành công nhất ở phía Bắc nước Úc? Ông Quách khai thác 16 hectare để mà canh tác, chủ yếu là cà chua và dưa chuột. Ông trồng theo mô hình thủy canh lớn nhất ở phía Bắc nước Úc. Vào mùa thu hoạch, ông thường bắt đầu công việc trước khi mặt trời mọc và chỉ có vài tiếng để mà nghỉ ngơi tại trang trại. Ông luôn chọn ra những nông sản tươi ngon nhất được trồng ở hồ Bennett ở vùng Top End để giao cho các siêu thị. Với những ai lần đầu tiếp xúc cũng đều nhận thấy ông Quách là một người nông dân chất phát và lạc quan. Khi đến Úc, ông chỉ là một cậu bé và gia đình ông có ba anh chị em cùng theo ba mẹ đến Úc vào năm 1985. Cha của ông đã phải làm việc rất vất vả để mà nuôi cả nhà. Đến khi mất, ông chỉ muốn dành mọi thứ tốt nhất cho các con của ông. Ông Quách đã thừa nhận hưởng thành tích cần cù chịu khó của cha mình, và nhờ thế ông đã trở thành một trong những nông dân trồng nông sản lớn nhất ở phía Bắc nước Úc. Khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên thì siêu thị cũng muốn ông cung cấp nhiều nông sản hơn nữa. Phần lớn cộng đồng nông nghiệp trong vùng Top End là những người Việt Nam di cư sang. Khởi đầu với rất ít kỹ năng, tiền bạc, nhiều người đã thành lập các tập thể nhỏ để mà sử dụng thiết bị và công nhân chung. Giờ đây, nông dân Việt đóng góp khoảng 40 triệu đô la cho nền kinh tế phía Bắc ở nước Úc thông qua canh tác. Ông Greg Thompson cũng là nông dân trong vùng nhiều năm. Ông đã chứng kiến sự tăng trưởng một cách đáng kinh ngạc. Ông nói việc phát triển nông nghiệp đã trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế và cộng đồng phía Bắc, đã tạo ra công ăn việc làm và cơ hội kinh tế cho rất nhiều người. Vì thế, ông muốn điều này được công nhận. Các sản phẩm từ miền Bắc lấy đầy thị trường nội địa vì mùa sinh trưởng của cây trồng ngược lại với các thị trường chính ở miền Nam nước Úc. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất có thể yêu cầu giá tốt khi bán hàng cho các siêu thị. Khi nói về cha của mình, ông Quách luôn thấy biết ơn và tự hào về ông. Ký ức ấy luôn cho ông động lực để mà vượt qua cái khổ của nghề làm nông, dầm sương rãi nắng để mang những sản phẩm chất lượng cho người dùng. Người phụ nữ bỏ chạy sau khi quyệt tiền làm neo của một người Việt ở Jackson, Tennessee sẽ lãnh trọng tội theo tin của đài truyền hình địa phương WBBJ7. Thông cáo của cảnh sát Jackson cho biết người phụ nữ này có tên là Angela Haley, người Mỹ gốc Phi. Người này 54 tuổi và là cư dân của thành phố này. Bà đã nhận án là gây nguy hiểm cho người khác không chỉ quyệt tiền làm nail ở tại Unit Nail ở địa chỉ số 480 Wally Park Road. Theo thông cáo còn cho biết thêm là các nhân chứng ở tiệm nail này khai rằng bà đến tiệm làm nail rồi sau đó bỏ chạy. Rồi thợ nail gốc Việt, người đã làm móng cho bà này, đã phải chạy theo và đu theo xe để nhằm mà giữ bà này lại. Bên cạnh đó, một nữ nhân viên cũng chạy theo sau, đứng sau xe của bà Haley để mà chặn bà lại. Bà Haley vẫn lái xe đi và khiến cho nhân viên này nhảy và bám lên xe của bà. Dưới sự chứng kiến của một số thợ nail khác nữa, theo thông cáo, sau khi lái được khoảng nửa dặm, thì bà Haley dừng xe lại và cùng một người trên xe đánh đập nhân viên của tiệm Unit Nail. Người phụ nữ này đã được sơ cứu rồi đưa đến nhà thương ở địa phương. Bà Haley bị tạm giam tại nhà tù Madison County và đã được thả với số tiền tại ngoại hậu cha là 15.000 Mỹ Kim. Thông cáo còn cho biết là cảnh sát Jackson vẫn đang điều tra sự việc và bà Haley có thể sẽ lãnh thêm án trộm cắp và hành hung người khác. Một vụ tranh cãi giữa khách hàng và nhân viên tiệm nail ở thành phố Jackson thuộc tiểu bang Tennessee đã tạo ra một cảnh rất nguy hiểm.
Cảnh này được ghi lại rất phổ biến trên mạng xã hội vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 vừa qua. Bản tin của tờ báo địa phương Jackson Sun nói rằng, các hình ảnh video ghi được là người chung quanh ghi lại và đã đưa lên trang mạng xã hội cho thấy cảnh bên ngoài một tiệm nail ở ngã tư Wally Parker Road và Carriage House Drive. Trong hình video được phổ biến thì người ta thấy một nhân viên tiệm đứng sau một chiếc xe, muốn ngăn không có cho chiếc xe này chạy đi. Cuộc đấu khẩu cho thấy nhân viên tiệm nail tố cáo khách hàng không trả tiền sau khi làm nail, trong khi người khách nói ngược lại và cứ lái xe lùi ra. Khi chiếc xe lùi, người làm nail nhảy bám lên thùng xe trong khi xe vẫn tiếp tục chạy. Cảnh sát thành phố Jackson cho hay là họ đang điều tra, theo tờ Jackson Sun. Một phụ nữ tên là Jay Phạm cho biết mình là con của người làm nail trong video, đã đưa một tấm hình chụp lên Facebook và cho thấy bà mẹ nằm trong nhà thương. Cô Jay Phạm cho hay chiếc xe chạy tới khu Tinker Hill, cách đó chừng 2 dặm. Với bà mẹ vẫn còn bám sau xe, và cô Jay Phạm nói rằng hai người phụ nữ ở trong xe đã hành hung bà mẹ của cô, cũng theo tờ Jackson Sun cho biết như vậy. Món ăn Việt ở Mỹ ngon, nhưng không phải là ai cũng biết. Những người Việt xa quê luôn muốn tìm lại hương vị quê nhà trong những món ăn. Ở Orange County là nơi có Little Sài Gòn với hơn 200.000 người gốc Việt chọn làm nơi trú ngụ. Thế nên đi đâu cũng thấy món ăn Việt. Tuy nhiên cũng còn rất nhiều người nước ngoài lạ lẫm với những món ăn này. Việt Nam có nhiều món ngon trên khắp ba miền, nhưng khi nhắc tới món ăn Việt ở Mỹ, người ta thường nghĩ đến hai món chủ lực, đó là bánh mì và phở. Đúng là như vậy, vì đi đâu cũng thấy tiệm phở hay là một tiệm bánh mì tựa như là Lee Sandwiches. Anh Jason Moore, một sinh viên Mỹ gốc châu Phi, chia sẻ hiểu biết của mình về thức ăn Việt Nam. Cứ mỗi tối thứ Bảy, tôi hay rủ đám bạn vào ký túc xá để nhậu, rồi đứa nào cũng nhức đầu. Đến sáng ngày hôm sau, bọn tôi hay đi ăn phở tại tiệm phở Olivia gần trường, đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi. Thực sự mà nói, tôi chỉ biết có phở và bánh mì là món ăn Việt thôi. Tôi nghe nhiều người nói có nhiều món khác ngon lắm mà không biết món gì để thử. Anh Jason nói thêm như vậy. Nhiều người cũng cho biết là họ chỉ biết có phở và bánh mì là món ăn Việt, cũng không biết gì nhiều về các món khác. Có khi nào hai món này làm lu mờ đi những món ăn Việt khác hay là không? Biết là phở nổi tiếng, nhưng với một số người, phở không được là như món mì ramen của người Nhật. Ở Fountain Valley có tiệm Shinsen Gumi, một tiệm bán mì Nhật. Lúc nào cũng có nhiều người đủ mọi sắc dân xếp hàng ăn. Mỗi khi có một tiệm ramen sắp mở trong vùng thì các thực khách lại xôn xao trên mạng. Còn tiệm phở cho dù có đông cũng chỉ có người Việt ăn là chính. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Có lẽ một phần là do người Nhật biết quảng bá văn hóa của mình hơn. Cụ thể là người Nhật họ có hẳn đài truyền hình Nhật NHK World có chương trình làm hoàn toàn bằng tiếng Anh để giới thiệu cho người nước ngoài biết về ẩm thực và văn hóa của nước mình. Ngoài báo đài ra, những truyện tranh và phim hoạt hình của người Nhật ngày càng thu hút giới trẻ và khiến họ tìm hiểu thêm về văn hóa của đất nước này. Ông Minh Phan, một cư dân ở Midway City, đứng xếp hàng trước tiệm ramen Shinsen Gumi, nêu cảm nghĩ: hôm nay con trai tôi rủ đi ăn. Món ăn Nhật ngon thì ngon, nhưng tôi thấy không ngon bằng món ăn nước mình. Chắc tại là người Nhật họ biết quảng bá, thêm nữa là đất nước họ hùng cường nên nói người ta dễ nghe hơn. Việt Nam mình bị nhiều thiệt thòi nên khó mà cho người ta thấy được văn hóa của nước mình. Có gì để người ta coi đâu. Con trai tôi ngày nào thấy nó cũng coi phim hoạt hình Nhật. Rồi cuối tuần nó rủ tôi đi ăn mấy món Nhật ở Costa Mesa. Con trai mình ngay đây mà còn không thèm tìm hiểu về cội nguồn của nó, thì làm sao người khác biết được, ông Minh kể thêm như vậy. Người Tàu tuy không có sức mạnh truyền thông như người Nhật, nhưng món ăn của họ thì ai cũng biết. Hầu hết là các thành phố lớn ở Hoa Kỳ đều có một khu phố Chinatown, nào là Los Angeles, San Francisco, rồi đến New York. Thành phố lớn nào cũng đông người Tàu. Ở Mỹ,
thì không ai không biết tới Panda Express. Mặc dù đây là những món ăn đã bị mỹ hóa, nhưng cũng phần nào đại diện được cho món tàu. Trong khi nhiều người còn không biết đến Lee Sandwiches là gì, thì Panda Express lại không lạ với số đông. Anh John Takahashi, sinh viên gốc Nhật ở Đại học Stay Long Beach, cho biết là tôi cũng thấy làm lạ là món ăn Việt Nam không có nhiều người biết đến. Hôm kia tôi đi ăn cơm phần Việt với mấy đứa bạn, hình như là ở quán Mai gì đó ở Westminster, ăn rất là ngon. Tôi thích nhất cái món cá kho trong cái nồi nhỏ. Tiếng Nhật có chữ là Gohan, có hai nghĩa là bữa cơm và hạt cơm. Người Nhật chúng tôi rất thích ăn cơm, mà tôi thấy mấy món ăn Việt này mà mặn mà, ăn rất hợp với cơm. Thật là tiếc vì những món này ít người biết tới. Anh John nói thêm như vậy. Có lẽ là đúng như lời ông Minh nói, Việt Nam có nhiều thiệt thòi nên khó mà thi triển tài nghệ ẩm thực của mình như người Nhật và người Tàu. Chả biết làm sao để tuyên truyền. Cũng cảm ơn hai món phở và bánh mì làm rạng danh ẩm thực Việt ở Mỹ. Nhưng đâu phải chỉ có hai món này. Phải tìm mọi cách để quảng bá những món ăn đặc sắc khác của người Việt thôi. Ngoài các trung tâm thương mại sang chảnh thì đất Mỹ còn có những khu chợ trời độc đáo, mang nét văn hóa, đa dạng và phong phú các mặt hàng. Từ đồ gia dụng, nội thất, quần áo, giày dép cho tới rau, củ quả v.v. Chợ chợ ở Mỹ gọi là Squat Meat, đây là nơi bán mọi hàng hóa của Mỹ. Để đến đó bạn không chỉ phải chuẩn bị tiền mà còn cả sức khỏe bởi vì các khu chợ này luôn đông đúc và tấp nập. Đến hẹn lại lên, cứ từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào 2 ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật là các khu chợ Squat Meat lại họp, tiếng người nói chuyện, tiếng mua sắm đi lại rộn ràng khắp các con phố, các cửa tiệm. Theo quan sát của những vị khách thì chợ chợ ở Mỹ rộng khoảng hơn 1 km, nằm ở góc đường Mark Fedden Dinger, thuộc thành phố Fountain Valley, là địa điểm được khá nhiều du khách yêu thích, họ đến mua sắm rất đông. Theo quan sát của những vị khách thì chợ trời ở Mỹ rộng khoảng hơn 1 km, nằm ở góc đường MC Fallon Dinter thuộc thành phố Fountain Valley, là địa điểm được khá nhiều du khách yêu thích, họ đến mua sắm rất là đông. Mặc dù như vậy, điểm chung của tất cả các Squat Meat là bạn sẽ bị ngập tràn trong cơn hàng hóa. Trong đó hàng xịn có, hàng dởm có, thậm chí là còn nhiều hơn. Bởi thế hãy là những người mua hàng thông thái và tinh mắt chọn lọc trong đó để tìm xem hàng hóa nào tốt nhất với giá rẻ nhất. Và có một điều là bạn luôn phải nhớ là phải mặc cả hết sức, vì những người buôn bán ở đây họ nói thách cũng không thua kém người Việt Nam là mấy. Dù phải mặc cả nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hàng hóa bán ở chợ trời vô cùng đa dạng và phong phú. Đủ mọi chủng loại từ đồ điện, gia dụng, quần áo, mỹ phẩm, nội ngoại thất, v.v. tới thực phẩm gồm rau, củ quả và thức ăn. Cũ mới đều đủ cả. Đôi khi nếu chịu khó tìm kiếm bạn còn có thể thấy một vài đồ vật quý nằm lăn lóc trong góc chợ như tranh quý hay đồ dùng gia đình chẳng hạn. Thêm vào đó, nếu bạn là người mua hàng biết mặc cả thì bạn sẽ mừng hơn ai hết vì giá cả ở đây luôn phải chăng, thậm chí là rẻ tới bất ngờ. Đơn cử như một đôi giày cũ giá chỉ có vỏn vẹn 4 USD, một con dao giá chỉ có 25 cent, và nếu người bán hàng có nói với bạn là một cái lò nướng giá 10 USD thì chỉ cần 7 USD là bạn đã được gói hàng mang về. Người bán hàng ở chợ trời Squat Meat đến từ nhiều nơi trên thế giới như Mexico, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, các nước Trung Đông, Đông Âu v.v. và cả Việt Nam. Ngoài mua hàng, bạn còn có thể hỏi thăm về cuộc sống của họ. Bên cạnh mua sắm, bạn cũng đừng quên là khám phá khu ẩm thực ở chợ trời Squat Meat nhé. Quang cảnh ở đây là khá là đơn sơ nhưng món ăn thì luôn là hấp dẫn và đa dạng. Chắc chắn là chúng sẽ làm cho chúng ta thỏa ước nguyện về các món ẩm thực ở đây. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.